Và bây giờ thì trọng tài chuẩn bị dẫn hai đội ra sân để làm những thủ tục trước khi trận đấu được chính thức bắt đầu. Một bầu không khí thực sự sôi động và chắc chắn trận đấu này có triết lý tấn công rất đẹp mắt. Chúng ta có thể thấy rất đông các cổ động viên của Brazil góp mặt trên sân vận động Brisbane. Đây là lần thứ ba mà Pháp Brazil gặp nhau tại các kỳ World Cup. Tại World Cup năm 2019 được tổ chức trên sân nhà thì Pháp đã thắng 2-1 sau hiệp phụ để lọt vào tứ kết. Và sau đó họ chạm trán ở vòng bảng năm World Cup 2003 và hòa nhau với tỷ số 1-1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quốc ca của hai đội tuyển trước khi trận đấu được chính thức bắt đầu. Quốc ca của đội tuyển Pháp. Tiếp theo sẽ là quốc ca Brazil. Please remain standing if you're able for the national anthem of Brazil. Bầu không khí quá tuyệt vời trên sân động.